Rồi, xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay mình quay một con thố pha nữa nha các bạn. Đấy, cận cảnh nha. Con này mình mới bẫy được về đây. Cách đây cũng được mấy ngày nhưng mà chim cũng rất là dạng nha. Mình đang đặt camera sát sát mặt nó luôn á. Chân tím tím đen nha các bạn. Chân tím đen. Cườm rồi thôi đó, cườm cũng rất là dày cườm. Đây là chim bổi nha các bạn đó, bạn nào thích con mồi thì mình cũng bán luôn. Mình nói trước ở đây mình bán là mình ship đó, mình ship chắc cũng toàn quốc được nha, và mình là nhận tiền trước khi ship nha các bạn. Để mình thử con mồi cho các bạn xem nha. Con này là 800 nha các bạn. Thổ pha nha. Là chim bổi mới bắt nha các bạn. Con mồi mà là thôi cho nó dữ lắm nha các bạn. Con mồi này nè, nếu bạn nào thích thì bán luôn nha các bạn, 4 triệu nha. Là gì? 8 em. 8 em. Mồi này là mồi Thái nha các bạn, dữ dằn lắm nha, dòng siêu gù nha. Hôm nay quay chủ yếu là con bổi ra thôi đó, bây giờ mình rồi xách đi không để nó gù suốt á nha các bạn. Đấy, con mồi mình bắt hết đấy nha các bạn. Đây con thổ đây, 800. Mình đang có hai con thổ như vậy nha các bạn. Đó, hai con thổ bổ như vậy. Để mình quay con thứ hai nha. Con này hoài chơi dữ dằn lắm nha các bạn, kèm tốt lắm nha. Đó, để mình quay con kia cho các bạn xem luôn nha. Rồi đây tiếp tục nữa đây các bạn. Thằng đây là thổ sắm nha các bạn, thổ sắm nhưng mà mình không có bán nha. Đó, dữ dằn lắm đấy, mình không có bán. Con bổi là bổi trên đây nè các bạn, mấy con chim này nó mới bắt nên nó nhát nên là mình để đây nha. Con thổ sắm này thì lâu rồi chứ cũng phải mới đây đâu nha các bạn, mình nó vẫn còn nhát nha. Con này tính ra 2 năm rồi các bạn, vẫn còn nhát nè. Đây ảnh này. Đây một em thố nữa nè các bạn. Thố con này chân đỏ nghe. Đó, bạn xem kìm được nha. Đó. Xem cái cườm của nó nha các bạn. Nó cườm chân cảnh quay rồi đấy. Chim rất là đẹp nha. Chim này dạng luôn rồi nha các bạn. Đó, con này thì cũng 800 luôn nha các bạn. Nói chung là mình là không có con nào giữ con nào cờ ấy đó, thích con nào là mình bán con đó nha các bạn. Đó, bạn thích con mồi thì mình bán con mồi luôn, mà thích chim bổi thì mình bán chim bổi nha. Đó, rồi bây giờ để mình quay mấy con chim tơ nữa. Nói chung là thích con nào là mình bán con đó thôi, chứ mình không phải như người ta bán những con dở đâu. Ở đây chim mình là toàn chim hay hết, mình thích là mình bán thôi. Ngay cả con mồi mình vẫn bán luôn nha, 4 triệu nha các bạn. Ôi, nói chung là đối với cái hàng này là hàng chim tơ nha các bạn, chim con đó, chim con mình nuôi lên, chim con thì lúc nào cũng có hết đó, chim tơ như đây là đã cườm, đã trổ cườm rồi nè các bạn, bạn thấy thấy cườm nè đó. Như mấy con này là 600 ngàn một cặp nha các bạn, giọng thổ luôn nha đó, 600 ngàn một cặp. Trong đây thì có hai cặp này. Đó, 600 ngàn một cặp nha các bạn.
Đây một con đồng pha gáy gù rồi nữa nha các bạn. Con này 1,5 triệu. Nhỏ chim nha. Đấy. Chim tơ nha. Con này mình thấy nó như thế này là nhanh dạng rồi. Con nãy mà mình quay đầu tiên nè bạn, mình nói 800 ngàn nè đó. Mình thấy nó như thế này là nhanh dạng rồi nha. Những cái con khác mà mới bắt về mà để như mình cầm cái máy mà mình để như thế này là nó nhảy dữ lắm á nha. Con này nó nhảy nhưng mà nó nhảy cũng nhảy khôn nha các bạn. Nó không có nhảy tới mức mà nó cánh đồ chảy máu đâu. Nhiều con nó nhảy là chảy máu hết cánh. Nhưng mà chim chảy máu cánh thì nó vài bữa nó bớt là không sao hết nha. Đừng cho nó trẹp cái lông đầu nha bạn. Trẹp cái lông đầu nhìn nó xấu lắm mà nó lâu ra hơn nha. Lông đầu nó rụng mà nó lâu ra lắm. Cánh thì nó ra bình thường. Thích thì các bạn kết cánh, kết đuôi vài bữa nó nhổ. Nói chung là kết thì nó lâu ra. Nhưng mà bạn nhổ cái lông đuôi là nó nứt lại lông mới luôn à. Nó nhanh vậy nha. Đấy, anh em nào cứ ân thì liên hệ qua mình nha. Để mình quay lại con mồi cho kỹ cho các bạn xem nha. Bạn nào thích con mồi đất đó, dòng siêu gù, mồi thái đó, chơi không có sợ bó bối gì, thì liên hệ qua mình luôn. 4 triệu ở đây mình báo giá công khai rồi. Nên là cái giá đó là bạn cảm thấy được thì mua, không được thì thôi nha các bạn. Chứ không có ai ép đâu nha. Rồi đây, đây là con mồi của mình luôn này. Đó, bạn nào thích thì mình gả luôn. 4 triệu. Hàng VIP. Gặp chim là gù suốt thôi. Thấy người gù luôn. Đó, không có phải ghiền người đâu nha, nó hăng vậy đó. Thấy chim là chịu chơi gốm lắm nha. À, đây là hàng VIP nha các bạn. Đó, 4 triệu. Đối với chim mồi các bạn tủ lại nha, đừng có để nó thấy mấy con chim ngồi kia nha, thấy là nó gặp nó gù suốt, hẳn chim hết á, lồn chim hết á. Bạn nào ưng thì mình gả luôn nha, để mình quay mặt sáng sáng ngoài đây, không để nó thấy người nó gù, riết cái nó ghiền người nữa. Đó. Thấy thức ăn này. Rồi, tổng lại là như vậy nha. Mồi này là mồi thái nha các bạn. Đó, con mồi này là thả ra là khỏi cái sọ gì nữa hết. Bắt chừng có vài con bối là đủ vốn thôi. Chỉ có 4 triệu thôi. Ở đây mình báo giá công khai rồi. Nên bạn nào cảm thấy được thì mua, mà không được thì thôi nha các bạn. Chứ đừng có gọi điện nó xàm xàm rồi mấy công nha các bạn. Và mình cũng nói trước là mình nhận tiền trước thì mình mới gửi chim nha. Ở đây mình làm ăn uy tín, bạn có thể lên trên kênh mình của mình để theo dõi nha. Chứ còn nhiều bạn cứ gọi điện trả giá rồi nói chuyện xàm xàm rồi, nói chung mình cũng không có rảnh các bạn, mình không có thời gian á. Nên là được thì chúng ta giao dịch thôi, còn không được thì thôi, chứ cũng đừng làm phiền với nhau nha các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn bạn luôn nha. Nếu mà nói chuyện đàng hoàng thì có thể gọi mình. Còn nếu mà cảm thấy nói chuyện không đàng hoàng thì khỏi còn gọi được nha các bạn. Mình thấy có nhiều bạn nói chuyện gọi điện mình thấy không có đàng hoàng cho mấy. Rồi đó. Không, mình tủ chim lại nha. Đối với chim mồi thì tủ kiên kiến lại vậy các bạn. Đỡ thấy. Rồi cảm ơn bạn luôn nha.